Chào tất cả các em, sau đó thầy sẽ cùng các em giải bài 3 sách giáo khoa môn giải tích 12 trang 10, bài sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Cụ thể bài 3 như sau: chứng minh rằng hàm số y bằng x trên x bình cộng 1 đồng biến trên khoảng âm 1, 1, nghịch biến trên các khoảng âm vô cùng, âm 1 và 1 đến dương vô cùng. Cách làm của chúng ta tìm tập xác định đầu tiên, chúng ta tính đạo hàm y phẩy. Chúng ta xem y phẩy nó có dương trên cái khoảng âm 1 này, 1 này không. Nếu dương thì kết luận đồng biến được chưa? Còn muốn chứng minh nó nghịch biến thì chúng ta phải kết luận cái đạo hàm này nó âm trên hai cái khoảng này, được chưa? Rồi, cùng làm nhá. Bây giờ chúng ta xét hàm y bằng x trên x bình phương cộng 1, được chưa? Nó có tập xác định d sẽ bằng r. Rồi, chúng ta tính y phẩy sẽ bằng u phẩy v là x bình phương cộng 1 trừ đi v phẩy u trừ đi 2x bình, đúng không? Trừ 2x bình, 2x nhân x là trừ 2x bình mà, trên x bình phương cộng 1 tất cả bình. Và cái này sẽ bằng đó là 1 trừ x bình trên x bình phương cộng 1 tất cả bình, được chưa? Ta sẽ có đó là với x thì thuộc âm 1 đến 1 thì chúng ta sẽ ngay lập tức suy ra đó là 1 trừ x bình là nó bị 1 trừ x bình nó sẽ lớn hơn 0, được chưa? 1 trừ x bình nó lớn hơn 0 nên chúng ta suy ra 1 trừ x bình trên x bình phương cộng 1 tất cả bình sẽ lớn hơn 0, được chưa? Vậy hàm số sẽ đồng biến trên âm 1 1, được chưa? Được chưa? Bây giờ chứng minh nó nghịch biến thì chúng ta sẽ giải thôi. Bây giờ ta xét y phẩy bằng y phẩy nhỏ hơn không sẽ tương đương với đó là 1 trừ x bình trên x bình phương cộng 1 tất cả bình nhỏ hơn không, đúng không? Cái này tương đương 1 trừ x bình nhỏ hơn không, cái này tương đương với đó là hoặc là x bé hơn âm 1 hoặc là x lớn hơn 1, được chưa? Vậy khi x thuộc âm vô cùng đến âm 1 thì y phẩy sẽ nhỏ hơn 0, được chưa? Khi x thuộc 1 đến dương vô cùng thì y phẩy cũng sẽ nhỏ hơn 0, được chưa? Cho nên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng âm vô cùng âm 1 và 1 dương vô cùng, được chưa? Rồi, chúng ta kết thúc bài số 3 tại đây.